Mời quý vị tham quan nhà máy sản xuất nước uống Richita Collagen Peptide Supplement in Japan. Trong thế giới đa dạng sản phẩm làm đẹp và nước uống collagen, điều khiến người tiêu dùng quan tâm nhất chính là nguồn gốc sản phẩm. Với hàng loạt sản phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường, việc phân biệt đâu là sản phẩm chất lượng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Mặc dù có sự bảo vệ từ cơ quan FDA của Hoa Kỳ, nhưng vấn đề sản phẩm không rõ nguồn gốc vẫn là một thách thức lớn. Richita hân hạnh giới thiệu giải pháp về nguồn gốc sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa chào đón quý vị tham quan nhà máy sản xuất nước uống Richita Collagen Peptide Supplement tại Nhật Bản. Trước khi bước vào khu vực sản xuất, quý vị sẽ được cung cấp áo choàng đã được khử trùng sạch sẽ và dép dành riêng của nhà máy nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh tuyệt đối. Quý vị cần rửa tay ít nhất 15 giây theo đồng hồ đã được cài đặt ở khu vực vệ sinh. Nếu thời gian rửa tay chưa đủ 15 giây, cánh cửa tự động sẽ không mở, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn vệ sinh của Nhật Bản. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi khám phá quy trình sản xuất nước uống Collagen Peptide Supplement của thương hiệu Richita, nơi chất lượng và nguồn gốc sản phẩm được đặt lên hàng đầu. Giai đoạn 1, làm sạch và diệt khuẩn. Mỗi chai Richita Collagen Peptide đều phải trải qua dây chuyền làm sạch nghiêm ngặt. Trước tiên, các chai sẽ được kiểm tra chất lượng bởi máy đo chuyên dụng. Tiếp theo, các chai được rửa sạch đúng theo tiêu chuẩn vệ sinh của Nhật Bản. Sau đó sẽ được sấy khô và diệt khuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh tuyệt đối cho sản phẩm. Giai đoạn 2, cho nước collagen vào chai. Nước collagen peptide được đóng vào từng chai với dung lượng chính xác 50ml, tuân thủ quy định nghiêm ngặt. Giai đoạn 3, đóng nắp tự động. Máy robot sẽ tự động đóng nắp cho các chai Richita Collagen Peptide, đảm bảo tính thống nhất và chính xác. Giai đoạn 4, kiểm duyệt chất lượng. Mỗi chai Richita Collagen Peptide sẽ được kiểm tra chất lượng và dung tích bằng dây chuyền tự động sử dụng công nghệ tiên tiến laser. Sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu sẽ tự động bị loại bỏ khỏi dây chuyền, nhấn mạnh tầm quan trọng của độ chính xác trong quy trình kiểm soát chất lượng Quality Control. Giai đoạn 5, dán nhãn sản phẩm. Hệ thống máy móc tự động theo dây chuyền sản xuất sẽ dán nhãn cho từng chai nước Collagen Peptide Supplement của Richita một cách chính xác. Giai đoạn 6, đóng gói. Mỗi hộp Richita Collagen Peptide Supplement sẽ có 10 chai. Mỗi chai có dung tích 50ml. Giai đoạn 7, kiểm tra sản phẩm hoàn thiện. Mỗi hộp Richita Collagen Peptide sẽ được đi qua máy quét tự động để kiểm tra chất lượng lần cuối trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Giai đoạn 8, gom 3 hộp thành một package. Dây chuyền tự động sẽ gom 3 hộp Collagen Peptide Supplement thành một package để thuận tiện cho việc vận chuyển.
giai đoạn 9, thêm package bảo vệ. Kiện hàng gồm 3 hộp collagen peptide supplement tiếp tục được bảo vệ bên ngoài, giúp tránh việc va chạm, đập vỡ, nhằm đảm bảo nguyên vẹn sản phẩm chất lượng trong quá trình vận chuyển sang Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã tham quan nhà máy sản xuất nước uống Collagen Peptide Supplement của thương hiệu Richita tại Nhật Bản. Sản phẩm của thương hiệu Richita Japanese Skincare luôn đảm bảo về nguồn gốc và chất lượng, tuân thủ tất cả các quy định của FDA tại Hoa Kỳ, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho quý vị. Để chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp của làn da, hãy tin tưởng và lựa chọn Richita Japanese Skincare. Richita đang có chương trình Big Sales Promotion. Uống Richita Collagen Peptide Supplement thơm, ngon, dễ uống. Sự lựa chọn hoàn hảo cho sức khỏe và làn da của bạn. This our exciting new product for energy and anti-aging. Cheers everybody. I endorse this to the highest level of anything I endorse. Thank you very much. Để đặt hàng hoặc nhận tư vấn, xin vui lòng liên hệ với Richita qua số điện thoại 714-914-4242, 714-914-4242. Richita, sắc đẹp của làn da, sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.